Chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với kênh Nhà Giá Rẻ Bình Dân của em gái miền Tây. Và lại tiếp tục một cái căn nhà sổ hồng riêng. Ngày hôm nay bên chủ đầu tư có gửi cho bên em một căn nhà phải nói rất là đẹp, vị trí quá đẹp, cách chợ bến xe buýt Thần Long cũng như quận 8 chỉ tầm 15 phút thôi theo tuyến đường quốc lộ 50 cầu Ân Thịnh. Và căn nhà của mình vị trí ở đây là nó thuộc quốc lộ 50 Tân Kim Cần Giuộc, cách bến xe buýt của quận 8 chỉ tầm 15 đến 20 phút. Và căn nhà này diện tích bề ngang là 5,5 m, dài 8, một lầu 2 phòng ngủ. Căn nhà của mình sổ hồng riêng, đất ở đô thị và giá rẻ chỉ đúng 1,350 tỷ. Một cái dãy nhà đông dân cư như thế này, đường trước nhà là đường rộng xe ba gác, và từ đường hẻm nhà mình đi ra quốc lộ 50 chỉ có 200 m thôi mà mình có được một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Thiết kế nội thất bên trong rất là đẹp, và ngày hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị mình cùng em đến xem nhà và xem thực tế cái mẫu nhà ngày hôm nay bên em giới thiệu cô chú anh chị nha. Và hiện nay thì khách hàng cũng đang có nhu cầu cần tìm nhà gần ở Sài Gòn, thì đây là một trong những vị trí phải nói là cực đẹp để chúng ta có một căn nhà xa giáp ranh với thành phố để mình thuận tiện đi làm, nó cũng dễ dàng hơn khi mà mình đi theo tuyến đường quốc lộ 50 cầu Ân Thịnh, Đa Phước, Bình Chánh, mình chạy thẳng lên quận 8, quận 5 chỉ tầm 20 phút đổ lại à cô chú anh chị. Và căn nhà này là diện tích bề ngang nó to đó, 5,5 m nên nhìn thấy nó rất là bự. Thiết kế nhà của mình sẽ là một lầu có 2 phòng ngủ, cực kỳ dễ thương và sang trọng. Giá này là quá rẻ so với thời buổi hiện nay. Và căn nhà của mình thì có số nhà luôn cô chú anh chị ha. Đây, nhà mình nổi bật nhờ những cái setup nội thất của bên là chủ đầu tư thì tặng cho mình một bộ ghế salon cực dễ thương ha. Nền thì gạch caro màu trắng đen, nó điểm nhấn của căn nhà rất là sang trọng. Trên thì có một cái đèn chùm rất là dễ thương á, và những cái bức tranh ha, rất là hài hòa, đẹp mắt luôn. Có một cái chậu hoa màu vàng. Căn nhà của mình được ngăn cách bởi một cái lam đó, phòng bếp, phòng khách ngăn cách ra, nhìn thấy rất là dễ thương cô chú anh chị ha. Đó, và tìm đâu ra một căn nhà vừa to vừa rộng thích hợp cho gia đình 4 thành viên mình ở thoải mái, rộng rãi, và đặc biệt là dân đông, với lại nó gần Sài Gòn nữa. Thì bây giờ hiện nay với những căn nhà mà gần rẻ thì rất là hiếm, thì có những căn á thì mới vừa đăng lên vài ngày là bán. Nói chung nhà đẹp rẻ thường hay bán nhanh, nên quý cô chú anh chị mình đã tìm thấy những cái mẫu nhà nào ok thì mình tranh thủ sắp xếp thời gian á, mình liên hệ đến em để dẫn trực tiếp xem nhà. Cô chú anh chị ơi, em thì em thấy căn nhà này là quá xuất sắc luôn, phải nói là quá đẹp, nó rộng nữa mà một lầu, nhìn thiết kế nội thất cực kỳ sang trọng, đẹp nổi bật luôn cô chú anh chị. Từ những cái bức tranh rất là dễ thương nè ha, em cũng lại thấy cái đèn chùm ở trên cũng khá đẹp luôn nè. Đó, đây em quay chi tiết cho cả nhà mình cùng xem. Cái không gian bên đây thì mình để một bộ bàn tiếp khách nè, rồi bên đây thì có dán những bức tranh lụa và có một cái vách ngăn nữa, cầu thang để phong thủy của mình nè. Và bên trong thì có nhà vệ sinh nè ha. Đó, nhà vệ sinh thì cũng khá đầy đủ, gương, bồn rửa tay hả, và vòi tắm đầy đủ luôn. Và bây giờ mình sẽ lên lầu nè. Trên lầu thì với tay vịn cầu thang được làm bằng từ sắt cao cấp, bậc tam cấp, vì đi cũng lại lại cũng dễ đi lắm luôn hả. Và căn nhà này phải nói rất là đẹp, với thiết kế thì có là 2 phòng ngủ, có một cái không gian phòng thờ ở phía trên nữa. Nhìn căn nhà của chúng ta rất là lạ luôn hả. Và trên đây thì có một cái nhà vệ sinh. Căn nhà này quá tuyệt vời, đẹp lắm cô chú anh chị ơi, mình mua ngay nhé. Để thôi là chủ bán nhanh lắm luôn. Mấy mẫu này đẹp, rẻ, với mức giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Khi mà mình xuống xem nhà, mình ưng là mình được thương lượng giá luôn nè. Tính ra căn nhà của mình sẽ có 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, rộng rãi, thoáng mát và sang trọng, đẹp mắt ở đây nữa nè. À, quá tuyệt vời luôn. À, em thấy căn nhà này là từ trước đến giờ ở cái khu mà gọi là quốc lộ 50 á, Tân Kim, thì cái khu này nhà này có căn này là em thấy ưng cái bụng, vì nó đầy đủ công năng. À, ở đây thì chúng ta có khoảng trống phòng thờ. Đây, cái phòng thờ của mình cũng trang nghiêm nè, mình dán tranh lên thì cũng khá là đẹp. Và có một cái ban công ở phía trước như thế này nè,
quá là đẹp mắt luôn cô chú anh chị ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị, quý khách hàng nãy giờ đã dành hết thời gian xem hết video mẫu nhà gần trung tâm quận 8, gần Sài Gòn quốc lộ 50, tiện đường lên thành phố, cách Sài Gòn đâu đó 15-20 phút, và vị trí đẹp, đường đẹp, nhà giá rẻ, pháp lý rõ ràng. Cô chú anh chị mua nhanh, kẻo lỡ. Cảm ơn cô chú anh chị, quý khách hàng đã ủng hộ xem video cũng như đăng ký theo dõi nhà mới tiếp tục mỗi ngày trên kênh của bên em nhé.